lắc cái hông nè, lắc cái hông nha, không có lắc cái chân. Không lắc cái hông nè. Ấy đó. Đúng không? Vậy đúng rồi, chị mặc đúng váy chị nhảy nhá. Vô. Chưa. Đó, rồi, tiếp. Bé nó không có lắc cái chân, nó chỉ lắc cái hông thôi. Mà lắc cái hông, cái hông vậy thôi. Mà lắm nào phải váy phải tòe đó con. Đấy, nó chuẩn thế con. Thấy chưa, thành trend thôi, thấy chưa. Ngày ngày hai gói lip cool, thanh nhiệt giải độc lại còn đẹp da. Em nãy giờ anh đang bóc phốt biên tập, anh nói biên tập toàn hỏi những câu khó, em coi biết ra hỏi anh gì không? Nó hỏi là nay lúc nào nó gài quay chung với một bạn diễn viên hài mà hai bạn đồn yêu anh gì đó. Xong hỏi anh vậy chuyện đó, em nhiều công anh nó kêu nãy lúc mà quay phỏng vấn em với lại bé Hòa trong kia thì hỏi còn ta chuyện bán nhà trả nợ, nó toàn biên tập hỏi mấy câu nhạy cảm không? Không phải chị, lúc nãy anh không phải gọi tôi không biết, nãy là biên tập phải có câu hỏi chứ. Anh nói sao tự nhiên cái edit nghĩ em vậy? Tôi không biết, tôi nói biên tập tôi quay chung vậy đó. Em mai thông tin quá không được đâu. Em ngồi chung người không ta? Mùa trước em có ngồi nha. Mùa trước ngồi cái cây kia là... Đúng rồi. Có chị chàng kia biết lên cây. À là đúng rồi đúng rồi. Ôi trời ơi rồi. Là chị hả? Ôi thì chết rồi. Hôm nay chứ có gì đặc biệt không? Tiết lộ đi. Không. Có gì đặc biệt không? Hay là phải đợi cuối. Em đợi cuối hả? Đúng cuối rồi, mới hay hả? Chết rồi. À năm nay có một vài luật mới. Ví dụ đó, em mà chọn bạn đi sinh sai là em phải bỏ 2 triệu tiền túi của em ra. Gọi như một món quà đền bù. Nhưng mà xong chương trình bù lại đúng không? Không không. Không em không cái này để cho mình có động lực để mình chọn đúng người hơn. Không, thật ra vậy nha, cái điều đó anh đã thấy từ mấy mùa trước rồi. Anh nghĩ là biên tập nên như vậy tại vì nếu mà không này nó thiệt, cái đó mình phải sửa lực chỗ đó xíu. Tại vì nếu mà lên đoán bừa nó mất hay. Đúng rồi. Nếu ông thà nó dù lên phải tập trung vô chơi, dù đoán sai là phải bị một cái gì đó phạt, ví dụ mất tiền hay là trừ tiền gì đó thì mọi người mới gần tập trung coi nhiều hơn. Còn thấy lên cứ cạc hịa nhau không à. Không nhờ em nghĩ là cái tiền này là đem chị biên tập phải trả. Không anh, nhưng mà tiền đó là chia đôi, là ca sĩ một nửa, khách mời một nửa. Ủa vậy hả? 2 triệu là chia đôi. Tại vì là biên tập dàn dựng những cái mà nó quá khó khiến cho nghệ sĩ đoán sai. Nghệ sĩ không thể một đoán sai. Vậy biên tập. Đúng rồi, cho nên là không, tiền 2 triệu là biên tập hợp đúng. Em là ca sĩ mà chuyên môn của em cao nên bọn chị phải làm khó để thế kiểm tra cái trình độ của em chứ đúng không? Dạ. Để quá thì còn gì để nói. Tính ra biên tập của chương trình này đanh đá nhỉ. Nhưng mà chị làm thế là bọn em sẽ tập trung toàn đoán đúng thôi, mà em không đoán sai là chương trình không vui đâu nha. Đó. Khó lắm. Khó lắm hả? Khó ha. Không, em tin anh đi. Anh làm nghề bao nhiêu năm em rồi? Tin anh dễ gì vậy? Anh Thuận làm nghề bao nhiêu năm mùa trước anh đoán không chập phát nào. Chỉ có hai mấy đứa quỷ kìa nó cứ cãi anh, nó đẩy nó loại mấy cái đứa hay ra. Ghét ghê. Nó cố tình đó em. Năm trước là cố tình loại mấy đứa hay ra hiểu không? Thì năm nay phải phạt tiền cho hết chơi chiêu đó. Thì xem. Ghê vậy? Để lừa gạt khách mời à? Mà nhưng công nhận là chị giỏi thật ha. Mới một năm mà vẫn không nghĩ được rất nhiều từ. Chị và ekip nữa không phải mình. Chị không có chị lên được tên thôi chứ. Chứ không phải mình chị đâu. Thôi phải phục biên tập và ekip của chương trình. Nói chung chương trình này là một chương trình rất là hot. Rất là vui, coi rất là giải trí. Bản thân anh ngoài cái việc quay mà ở nhà mà những lúc anh vẫn hay mở YouTube lên anh coi chương trình. Đó. Eric ơi, hôm nay em hát 2 bài đúng không? Dạ đúng. Giới thiệu 2 bài cho khán giả chờ đợi. Đây anh lấy đây này, anh làm cho. Anh thật sự ngu ngốc. Không, đây, đây anh, mà anh không thích cái trend nhảy đàng hoàng. Nay em đúng không, như của anh chị anh không thích nhảy đàng hoàng nha, anh chỉ thích nhảy cái kiểu giống bé đó là mày lắc, lắc cái hông nè, lắc cái hông nha, không có lắc cái chân. Không lắc cái hông nè. Ấy đó. Giờ em coi. Vậy đúng rồi, chị mặc đúng váy chị nhảy lên luôn. Ok rồi, nè. Lẹ đi hát đi nè, vô. Vô. Anh thật sự chưa? Đó, rồi, tiếp. Bé nó không có lắc cái chân, nó chỉ lắc cái hông thôi. Mà lắc cái hông, cái hông vậy thôi. Mà lắm nào phải váy phải tòe đó con. Đấy, nó chuẩn thế con. Thấy chưa, thành trend luôn, thấy chưa. Hot, hot. Chứng tỏ là sao? Chứng tỏ cái bài của Eric rất hot. Không, mọi người ạ, không phải riêng bài đó đâu. Mà em thấy bài nào Eric ra cũng hot hết. Ôi, thôi, may mắn thôi ạ. Nói chung rất là hay. Chị thực ra là casting á anh. Các bạn mà vô tham gia casting á, cái màu giọng, ý là cái sự ảnh hưởng của em nó rất là lớn. Đúng rồi. Cái màu giọng của em phong cách rất là giống không em. Không phải là em casting không đâu, cái là anh làm rất là nhiều chương trình luôn. Anh làm cho âm nhạc, anh sản xuất cho rất là nhiều chương trình của đài á. Thì gần như các bạn vào hát thì 40-50% là hát kiểu của em. Xong anh phải nói em ơi em hát bài khác đi, em đã hát giống Eric rồi, em còn chọn bài Eric nữa thì làm sao anh mời em vô được. Em hát cái kiểu gì khác đi. Đó, tới vậy luôn á. Cái sự ảnh hưởng của tụi em cũng rất là lớn luôn á. Hôm nay thì Eric sẽ trình diễn hai ca khúc, một ca khúc mới nhất của Eric đó là Ăn Sáng Nha và một bài hát mà đã giúp cho Eric có thêm một cái thành công nữa cho năm 2020, đó là
anh em không sai, chúng ta sai. Và hy vọng là hôm nay sẽ thể hiện thật là tốt, sẽ có các bạn mấy đứa không có sai đâu, chắc anh sai đó. 50 chiếc điện thoại Oppo A5 và hàng chục ngàn giải thưởng giá trị khác có so sánh anh em xem muộn ngay, selfie mỏi tay. Mọi người đi, Eric đang thắp hương cho bàn. Đúng rồi, thắp hương thì hầu như tất cả các nghệ sĩ đây là một cái phong tục rồi, là một cái điều không thể thiếu trong cái ngành giải trí này. Khi mà chúng ta trước khi lên sân khấu là đều phải thắp hương để cầu mong cái sự thuận tiện, may mắn, suôn sẻ trong quá trình biểu diễn cũng như là tham gia chương trình. Bản thân ekip cũng phải như thế, chứ không phải riêng vì các nghệ sĩ. Nói chung là trước khi mà vô cái phần ghi hình chính thức á, thì các bạn ca sĩ sẽ lên hát cái bài hát mở màn và quay một vài cái beauty shot ngắn. Sau đó là chúng ta sẽ vô quay một mặt từ đầu đến cuối chương trình luôn. Đó là các bước ghi hình của chương trình Giọng Hát Đồng Anh. Đó, anh Đại Nghĩa hôm nay là có tiết mục mở màn luôn nha mọi người. Tập này sẽ là tập mở màn của chương trình Giọng Hát Đồng Anh mùa thứ 5 luôn. Nên là sẽ có một tiết mục mở màn riêng cho ba vị chủ nhà. Đây chị Hoàng Thùy đây mọi người. Chị Hoàng Thùy xinh quá nè. Nhưng mà Eric lên sân khấu này. Bây giờ các nghệ sĩ sẽ lên sân khấu để quay beauty shot chứ. Đây giám đốc âm nhạc Nguyễn Hoàng Duy. Sunny Hạ Linh. Hạ Linh hôm nay đến rất là từ rất sớm để chuẩn bị biểu diễn ca khúc Ăn Sáng nha. Xinh quá à. Bây giờ là Eric chứ. Hello em. Sunny Hạ Linh là đã tham gia từ mùa trước rồi mọi người. Nhưng mà hôm nay em đến hỗ trợ cho Eric đúng không? Dạ đúng rồi. Hôm nay mình sẽ hát bài gì ta? Hôm nay thì Sunny hỗ trợ cho Eric trong các quan sáng nha. Có sản phẩm mà Sunny và Eric mới kết hợp với cho ra mắt vào ngày 3 tháng 6 rồi. Ngày 3 tháng 6 là cái ca khúc mới này là sự kết hợp lần đầu tiên của Sunny Hạ Linh với Eric luôn. Thực ra thì trước đây Sunny và Eric đã từng có một sản phẩm kết hợp rồi mang tên là Chờ Nhau Nhé. Nó nằm trong một cái dự án của một một trang news trên mạng. Vậy là sản phẩm này là sản phẩm thứ hai. Hôm nay Sunny rất là xinh trong cái bộ áo của cô dâu đúng không? Không biết những cái dự tính là trong kế hoạch là tương lai bao giờ mình sẽ mặc áo của Trung Thành không? Ôi chắc cũng một thời gian khá là lâu ấy, chắc cũng khoảng một vài năm nữa. Còn bây giờ thì vẫn đang lo cho sự nghiệp. Dạ, chứ quý khán giả là Sunny hôm nay là đến hỗ trợ Eric trong bài Ăn Sáng Nha. Nhưng mà Sunny đã đến rất là từ sớm luôn, từ tập trước luôn, và ngồi trong hậu trường để xem đúng các rồi. Anh chị ca sĩ khác và các bạn tham gia. Dạ, Sunny rất là ủng hộ chương trình và cổ vũ cho các bạn thí sinh cũng như ca sĩ. Khi ca sĩ và thí sinh lên hát là Sunny giữ vỗ tay cũng hay thế. Hy vọng là đợt 2 sẽ có sự có mặt của Sunny Hạ Linh nữa. Mong là sẽ được thăm bác khi ra bài hát mới. Trong tất cả những ca sĩ nam mà Sunny từng kết hợp á, ấn tượng với ai nhất? Ai có Eric hả? Cô này hỏi khó quá ha. Ấn tượng với ai nhất hả? Ấn tượng với giọng hát nào bác kết hợp? Ấn tượng khó quá ha, tại vì mình kết hợp mà ai mình cũng phải quý đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mà nói ra chọn một người là về bị đánh. Nhưng mà thôi giờ nói Eric đi, Eric đang đây. Ok ok, bây giờ mình đang nhỏ đang có một Eric. Ủa nhưng mà cái chủ đề của ca khúc này nó là liên quan gì là trong MV thì là nó là giống như một cặp vợ chồng trẻ. Là em với Eric đóng luôn đúng không? Là sẽ diễn lại cái bối cảnh đó đúng không? Tương tự như vậy ạ. Rất là mong chờ nha mọi người. Mọi người hãy đợi đón xem tiết mục của Sunny Hạ Linh và Eric sắp tới nha. Rồi, ok, cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn Sunny. Hôm nay tập này khách mời là chị Hòa Minh Di, Eric, Hoa hậu Hoàng Thùy. Đấy, Eric đã tới rồi mọi người. Đó, Eric đang dạy cho Hoàng Thùy cắt múa. À quên, dạy nhảy. Đó, đây là phòng mất cấp. Nó cũng nhỏ nhỏ này thôi nhưng mà Eric, chị
bạn Sunny Hạ Linh thì cũng đã tham gia giọng ai rồi, nhưng mà hôm nay thì bạn không phải là ca sĩ khách mời của tập hôm nay mà đến hỗ trợ cho Eric cho cái phần mở màn, bài hát mở màn. Chị đi đâu rồi ta? Nani? Đây mọi người, anh Phận đang ngồi. Anh ơi, em xin phỏng vấn anh chút được không anh? Một nữ diễn viên hài. Ồ mà chú, đứa nào gài vào đấy? Anh trời, trời, mới nói như vậy anh đoán được liền rồi đúng không? Mọi người gài hèn chi nãy bà đứa trước bỏ cái điện thoại đấy ra. Nào Phi Quỳnh lấy cái bài khác đi cho tổ chức đoán. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Không ai đoán được.